Cảm ơn thầy cô rất là nhiều. Con thấy không, bây giờ con không nữa thôi. Con hả? À, bạn thì rất là dễ thương quý vị. Cứ đây chúng con đi diễn nó cô Bích ơi, con đi diễn cho cô Bích ơi. Rồi xong cái các cô các họp bàn với nhau đó là thôi nếu bé cô như vậy thì để cho bé diễn ra gần cuối á, để cho các và bé Thanh Tú xem các bạn hát đàn là tự nhiên nó sẽ qua cái cảm giác run sợ đó. Xong nãy con ngồi gần đến mình diễn nó còn bỏ nhỏ vào tay cô Bích nói là cô Bích ơi thôi để tháng sau đi chứ tháng này mà gần tới sát đích đâu rồi cô Bích ơi thôi để tháng sau đi. Rồi con thấy không, khi mình bước một